Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Vào ngày 1 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Hoàng gia Đan Mạch, tại diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng Bền vững Đan Mạch Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội với sự chứng kiến của Thái tử Kế vị và Công nương Đan Mạch cùng với các lãnh đạo bộ ngành hai nước, Liên doanh Tập đoàn TNT Group của Việt Nam và Tập đoàn Ørsted của Đan Mạch đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thỏa thuận hợp tác được thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là nhằm xây dựng, củng cố kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi để áp dụng vào điều kiện phát triển đặc thù và bối cảnh của thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật nhằm phát triển thị trường điện gió ngoài khơi của nước ta. Các bên cũng thống nhất mục tiêu của quan hệ hợp tác là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển năng lực để tham gia vào chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam để phục vụ cho ngành điện gió ngoài khơi trong và ngoài nước. Đặc biệt, liên doanh TNT Group Ørsted cũng hướng tới mục tiêu thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, phục vụ cho phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Đây được xem là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đầu tiên với sự hợp tác của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam để xây dựng và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nội địa, góp phần bắt kịp với nhu cầu và sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi.